Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Sáng nay, ngày 21 tháng 12, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt hơn 2.200 cán bộ cấp đại tá, thượng tá, lãnh đạo chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trên địa bàn thành phố. Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Trình. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ cấp đại tá, thượng tá, lãnh đạo chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trên địa bàn thành phố đã được nghe Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và tình hình xu thế an ninh quốc phòng trên địa bàn Đà Nẵng, những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh thế giới và sự chủ động của thành phố trong đề phòng với các âm mưu, thủ đoạn chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, những kết quả hoạt động nổi bật trong công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm 2022. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố bằng tình cảm trách nhiệm đối với quê hương, bằng bản lĩnh kinh nghiệm được tôi luyện, tiếp tục có nhiều đóng góp trong xây dựng và củng cố quốc phòng, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, tham gia tích cực vào các chương trình kinh tế xã hội, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng thân yêu.